Tấm Cúc xin gửi lời chào đến toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn trên kênh Cúc Channel hôm nay. Trong cái chương trình hôm nay, Tấm Cúc mời quý vị nghe một cái mẫu chuyện hết sức là ý nghĩa trong cái chương trình hôm nay. Có cái tựa đề là giúp người chính là giúp mình đó, thưa quý vị. Thì cái câu này nghe nó rất là đúng, rất là quen. Và thật sự nó có trong cái đời sống mình. Nếu quý vị sẽ giống như mình suy nghĩ lại từ trước cái vài chuyện gì đó, nó tốt á, là nó ra đúng cái việc tốt như vậy luôn. Cho nên hôm nay Tấm Cúc thấy cái mẫu chuyện này nó rất là hay. Mình làm cái việc gì thiện đó thì mình không có mong cầu cái người mà mình giúp đỡ họ trả ơn cho mình, nhưng mà người khác trả ơn cho mình một cách gì đó gọi là giống như là ngẫu nhiên á. Mình cảm thấy ủa, mình giúp người cái là tự nhiên có người khác giúp lại mình à. Trời ơi, nó hay dữ lắm quý vị ơi. Em chiêm nghiệm rất là nhiều lần rồi đó. Mình làm cái việc gì đó mình đừng có nhớ, quên hết trơn đi. Giống như mình giúp ai gì đó, cái tự nhiên mình không có để bụng là cái người đó sẽ trả ơn mình. Tại vì người ta nghèo muốn chết mình mới giúp người ta, mình còn mong người ta trả ơn chi nữa, đúng không? Rồi cái tự nhiên có người nào đó cái người ta giúp lại cho mình, kiểu như là nó lấp lại cái khoản của mình mà bị hao hụt khi mình cho ai đó. Rất là hay. Thì hôm nay cái mẫu chuyện giúp người là giúp mình thì như thế này quý vị. Có một cái anh này, anh chạy mà tài xế mà anh chạy xe taxi á, thì ảnh có gặp một cái người đàn ông mà bị mù, mà anh này, ông mù này á, ổng đón xe taxi để mà ổng đi về cái nhà của ổng á, thì cái đoạn đường đi đó là nó chỉ có tốn 50.000 thôi à, nhưng mà ông mò mò thì ông đi lại tới chỗ mà cái chỗ mà cái bãi mà người ta đậu xe đó, taxi đồ hay đưa rước thì ông đi hoài ông cũng biết, thì ông đi lên đó. Thì có một anh chàng này hỏi là ông về đâu, thì ông này ông mới nói là ông về chỗ đó gì đó. Thì ông này ông mới hỏi là đi tới đó là bao nhiêu tiền cậu. Thì ông cái người chạy taxi này mới nói là từ đây mà đi tới đó là 50.000 ông ơi, 50.000 đồng Việt Nam đó. Thì ông này ông mới đi lên ông đi, ông mới đi lên ông đi. Thì ông mò mò nói rồi cậu chở tôi đi tới đó. Rồi bắt đầu ông mò mò lên xe ông đi. Thì khi đi như vậy tới chỗ ông này ông đi xuống á, thì cái người taxi này ngừng lại và đi ra mở cửa và dìu cái ông mà mù này nè là đi xuống cái gốc cây ở bên đường á, đang cho ông đi xuống. Rồi ông mò ông đi vô nhà ông hay là ông đi về đâu chỗ mà ông định xuống này nè, thì cái anh này mới dẫn ông đi xuống mò xuống đó. Thì ngay ở bên chỗ đổ xe này cũng có một cái người đàn ông đang đứng đó đợi taxi nữa, nhưng mà cái anh này anh đưa ông mù xuống thì ông mù ông mới là lấy tay ông để móc tiền ông trả 50.000 á. Thì khi ông móc thì cái người taxi này mới nói là thôi ông ơi, ông đừng có trả, cháu chạy taxi này á là cháu dễ kiếm tiền hơn ông bị mù ông khó kiếm tiền lắm, thôi con chở giùm ông đó, có 50.000 có nhậm gì đâu, thôi con thấy con dễ kiếm tiền hơn ông, thôi con tặng cho ông luôn đó, ông đi vô đi khỏi cần trả tiền cho con taxi. Cái ông mù này ông cảm ơn, ông nói trời ơi cậu ơi, cậu tốt quá trời, cảm ơn cậu rất là nhiều, đúng là cái lão mù này kiếm 50.000 thật là khó đó cậu, nhưng mà tôi cũng không có muốn mang ơn nữa, thôi tôi trả cho cậu đi chứ cậu chở tôi nãy giờ. Thì ông lại nói thôi ông ơi, ông đi đi, ông để 50.000 ông mua đồ ăn đi, con kiếm tiền dễ hơn ông, thôi ông đi đi ha. Thì nói vậy kìa, ông mù ông cảm ơn rồi, vậy tôi cảm ơn cậu rất là nhiều, chúc cậu nhiều may mắn thành công trong cuộc sống nữa ha. Trời, được lời chúc ngon lành cành đào luôn còn nữa, hơn giá trị 50.000 nữa. Nhưng mà sau đó thì cái ông ngủ đi xuống thì cái người khách đứng sẵn ở bên cái gốc cây kế bên đã nghe cái cuộc trò chuyện của cái người taxi với cái ông mù này nãy giờ rồi. Cho nên cái người đó mới nói là cậu ơi, cậu chở tôi một đoạn đường, cậu chở tôi một đoạn đường từ chỗ này nè lại tới cái chỗ hồi nãy cậu có bến xe đẳng á, cậu lên cậu chở tôi đi. Là nhiêu tiền? Thì cái anh taxi nó nói thì quay ngược trở lại đẳng cũng là 50.000, 50.000 đồng vậy đó. Thì ông này nói rồi cậu chở tôi đi đẳng đi. Thế là cậu lên xe cậu ngồi. Cái người đàn ông đó lên xe ngồi xem cái cậu taxi này nè. Rồi cái ông này cũng muốn hỏi thăm cậu làm taxi này lâu chưa, nhà cậu đâu cũng hỏi thăm qua lại. Thì ông này cũng biết gì đó. Cái tới chừng tới đằng bến đằng kia thì xuống 50.000. Thì cái ông người đàn ông đi này nè, mới móc gần 100.000. Móc gần 100.000 đưa người taxi. Thì cái người mà lái taxi này mới lấy tiền để mà thối lại 50.000 á. Thì cái người đàn ông này nói thôi, cậu khỏi có cần mà thối tiền lại cho tôi, 50.000 đó coi như tôi trả dùm cho cái cuốc xe của cái ông mù hồi nãy đi cậu á, mà cậu không có lấy tiền á, cậu nói cậu làm tiền dễ hơn ổng á cho nên là cậu không có lấy á. Là tôi nghe được cái câu chuyện đó tôi cảm thấy cậu rất là tốt, tôi cảm thấy phục cậu quá, thôi bây giờ tôi trả 100.000 cho cậu luôn đó, là 50.000 tiền của cái ông nãy đó. Dù sao tôi thấy tôi làm tiền kiếm tiền chắc cũng dễ hơn anh chạy taxi này á,
khó kiếm tiền hơn tôi kinh doanh tôi cũng kiếm tiền dễ hơn anh nên thôi tôi trả luôn 100.000 đó anh lấy đi. Thì đó quý vị thấy rồi, ngay tức khắc làm việc tốt là người khác trả lại cho mình ngay tức khắc, cuốc đi là cuốc về. Mình nói với cái ông mù á là bây giờ là ông mù ông khó kiếm tiền hơn con chạy taxi con dễ kiếm tiền hơn ông. Thì mới một cái rẹt một cái thì cái ông kia nói là ông kinh doanh ông kiếm tiền dễ hơn taxi nên ông cho trả lại tiền này luôn. Thì một cái mình gọi là trời ơi, mình trồng cái gì là gặp cái nấy, gieo nhân gì gặp quả nấy, trồng cây ngọt là ra trái ngọt. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà chú Đương và Phú Thọ gửi cho Tấm Cúc không, một mẫu chuyện rất là ý nghĩa mà Tấm Cúc kể lên rồi mà chú có gọi cho Tấm Cúc, chú nói là có một ở trong cái chùa đó người ta nghe cái có một vị sư đó người ta nghe câu chuyện nó quá ý nghĩa, gọi là cái nhân quả cái nghiệp quả, người nào làm phúc thì được phúc, người nào làm ác thì gặp ác, cho nên câu chuyện nó rất là thấm đẫm tới trái tim qua lời kể của Tấm Cúc, cho nên là cái người đó mới đem vô chùa đó hoặc là Phật tử nghe người ta thích dữ lắm. Cái câu chuyện nó rất là hay quý vị, mình nghe mình chiêm nghiệm lại, em tóm tắt cho quý vị nghe những người mà chưa nghe, nói về một cái cô gái rất là đẹp, người ta đẹp như vậy đó mà bao nhiêu chàng trai người ta yêu thương người ta muốn cưới đó, mà cô không có chịu, tại vì cái cô vừa có hiếu với cha mẹ mà vừa là cũng như gái ở quê á, người ta cũng muốn có chồng gần để mà sớm hôm tới lui phụng dưỡng cha mẹ. Cho nên mà khi mà cái người ở đàn ông á ở gần đó buôn buôn lấy heo á thì đi lại để mà nhà cô này thì bán heo, mà người này vừa có tánh hài hước mà vừa rộng rãi này kia thì cô này cô cảm thấy hợp quá. Phóng lên cây căng là cái anh này anh nói heo như ký là ngay chăng liền, ổng vừa hài mà vừa hay vậy đó, cho nên gia đình rất là thích. Thế là cô này cô cũng nghĩ là thôi lấy chồng ở đây đi đặng có gì phụng dưỡng cha mẹ, thì anh này anh xin cưới. Tới khi cưới về á mới có 8 tháng à là ông cố nội tôi ông phát hiện ông bị mà trái thận bị hư rồi, bị suy thận yếu thận á, bị hư phải cắt bỏ một trái mà tốn tiền biết là bao nhiêu, mà nói ông như ông nhắc phải còn bốn mấy ký, mới đầu bắt heo lại tướng lực lưỡng mà tới còn bốn mấy ký là gì biết ông ốm giờ gì. Bà vợ bà thấy gì mới vậy, mới có 8 tháng tội nghiệp ông chồng quá, cho nên là bây giờ tiền á, mua trái thận á để mà thai vô tổng cộng ở trên tính tiền tỷ chứ đâu có ít đâu, cả tỷ bạc thì đâu có tiền. Thế là cô này cũng nói bác sĩ nếu mà bây giờ xét nghiệm ra mà trái thận của cổ á, mà hợp với chồng cổ á, thì xin cho cổ hiến tặng cho chồng trái thận đi, rồi cổ còn trái cũng được nữa để cho chồng cổ khỏe lại là được. Trời thương chồng hết nước chấm luôn, tao nói ngay phụ nữ gì mà nó tuyệt vời hết biết. Tới chừng mà bác sĩ xét nghiệm ra thì cái trái thận của cô này với chồng á, hoàn toàn phù hợp, cho nên là có thể hiến cái trái thận cho chồng được. Và bắt đầu họ tiến hành ghép thận, lấy trái thận của cô vợ ghép vào cho cái người chồng. Thì khi ghép xong ông nội tôi cái cơ thể ổng tệ nó hợp luôn, trời ổng khỏe lại liền. Thế là ông phai khỏe, ổng lấy trái thận của người vợ ổng khỏe lại, còn người vợ thì mắc trái thận cho nên phụ nữ mà yếu đuối nữa, bắt đầu yếu xuống yếu dần xuống. Ổng về không biết ổng làm ăn chắc không có ngon lành gì đâu, phụ nữ nó yếu rồi, rồi đàn ông nó làm nó cũng ấy nữa, rồi trong khi ổng mạnh lên bà này thì yếu xuống. Thế là ông này về ổng bắt đầu ổng đi mua heo tiếp tục nữa, đi mua heo thì ổng qua cái làng bên ổng gặp một gái đẹp, ổng gặp một gái đẹp bắt đầu xung ba khía lên, ổng phái một gái, ổng phái cô kia. Ông về ông không có thương vợ nữa, ông hằn học cái vợ này kia đủ thứ, vì vợ lúc này yếu đuối rồi làm không được cái chuyện đó đó, sinh lý rồi cũng yếu mà còn có trái thận người phụ nữ gì đó, bắt đầu xuống sức á, xuống sắc á, mà trong khi họ con gái người ta rất là đẹp, bây giờ ta xuống sắc á, ông chê ông kiếm chuyện này chuyện kia, ông đòi ly dị, ông đòi ly dị cô này có buồn có về nhà ba mẹ cô khóc, rồi dòng họ bà con nói thôi thì nếu như vậy thì coi như là con hết duyên với nó đi thì ly hôn chứ giờ con chọn tình chọn nghĩa người vợ rồi, đã hiến cho người chồng cả một cái trái thận rồi còn gì nữa, mà bây giờ nó không biết ơn nghĩa mà nó vong ơn bội nghĩa, nó đi có người khác nó đòi ly hôn với con thì thôi con coi như con trả hết nợ cho nó, thôi con về ba mẹ lo. Thế là cô về cho ba mẹ thì ở đó ông kia bắt đầu là ly hôn rồi, ông về ông sống với cái con bồ nhí sau này là đem về làm vợ chồng. Thì đó quý vị là về vợ chồng là bắt đầu cái nghiệp nó tới với ổng liền, mà cái cô này được cái phước liền. Quý vị nghe tiếp tục như thế này, thì ổng sống với cái người vợ sau đó đó, trong cái lúc mà ổng đi mua heo rồi nữa đó, thì cái khoảng thời gian này là đem tiền về là cái cô vợ sau này là cổ cũng giữ trơn, cổ cũng giữ tiền hết. Thì ông này có một chuyến ông đi mua heo, ổng chở heo ở trên cái xe mà xe ba gác hay gì, ổng lên dốc cầu không biết sao mà dốc cầu nó bị tuột, nó tuột thắng đi, cho nên là con heo với cái xe nó nặng quá nó ghì ổng lại đó, nó tuột xuống rồi nó ngã qua. Thì khi ổng vừa ngã qua thì cái xe tải ở đâu không biết nó vừa đi tới nó cán lên cái chân ổng, có nghĩa gãy chân, cán gãy hết cái chân cho nên phải đi vào bệnh viện gỡ chân là còn có một chân, có một giò luôn. Thì cái nghiệp nó tới nó ác vậy cho nên vô một giò. Thì khi vô bệnh viện nằm đó, gia đình mới kêu là cái cô mà vợ sao á là giống như là đi vô mà lo lắng thăm viếng đồ này kia ông chồng đó,
đâu được khoảng thời gian ngắn ngắn đó. Khúc sau thì đem đóng viện phí, đem làm gì, nó lên tới cả 700 triệu. Thì ở nhà mới kêu cô này đem tiền vô bệnh viện. Thì khi cái cô vợ bé này cổ ôm 700 triệu, cổ trốn mất tiêu luôn, cổ đi mất tiêu luôn. Để cho ông này trong bệnh viện, không có ai chăm sóc mà tiền cũng không có. Rồi còn có một chân luôn, là một cái nghiệp rồi. Cái người chồng cái gì cái nghiệp. Rõ ràng tạo nghiệp là sẽ gặp nghiệp. Rồi trong khi cái cô kia thì cho một cái thằng rồi cổ về cha mẹ, cổ đó cổ buồn lắm. Cho nên cổ đó cổ lo với cha mẹ rồi cổ đi ruộng, cổ làm này kia đó. Một bữa nọ thì cổ cũng giống như ở chương trình văn hóa hay này kia, người ta có mời hát thì hát cũng có được tặng ít tiền này kia để cho nó vui cơ. Trong cái lòng của người phụ nữ mà vừa thôi chồng cũng buồn. Thì cô đi ruộng có một bữa nọ, có một cái con của nhà xính trên đó, là thầy giáo với cô giáo rồi đó, có đứa con cho học ở bên nước 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 Bỉ hay nước chắc nước Bỉ hay nước gì á, nước chắc nước Bỉ. Xong cho đi qua đó để mà học lấy cái bằng mà y khoa về chữa trị đó. Thì khi mà anh này anh đi học xong anh lấy bằng thạc sĩ rồi về hết trơn á, thì vô tình anh đi thăm cái người chú ở trên cái đường mà ngang nhà của cái cô mà cho anh trái thẳng nè. Đi ngang đó thì bỗng một cái cây son đào nào đâu đó gió lớn nó ngã, nó nằm ngang giữa đường. À, thấy ông trời ông khiến không? Nó nằm ngang giữa đường vậy thì cái anh này anh chạy ô tô đi qua đâu có được, cho nên phải đợi người ta kéo cái cây son đào lên mới chạy qua được. Thì lúc anh này anh ngồi đây anh đợi trên xe, anh đợi kéo cây son đào thì cái cô gái bột trái thẳng này nè, từ ở ngoài ruộng đi vô đi ngang đó. Thì khi mà đi ngang thì phụ nữ đi ruộng vô thì quần do áo dặn nó đưa cái đùi trắng nõn nó đẹp gái mà nó đẹp sẵn rồi đó tới giờ nữa. Thế là anh này anh nhìn một cái anh bị hốt hồn liền. Anh ngồi anh hạ kính xe xuống, anh thấy cô này cái trời ơi khoái quá trời phái, đi nước ngoài biết bao lâu mà về gặp mà ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhạc cũng ngon, nhưng là gặp cô này ngoài ruộng đi vô quá ngon. Thế là khoái nó hỏi cô là nhà ở đâu vậy đó, kéo cái kiến xuống rồi cô này cô đứng tới cô cũng coi người ta làm cái cây son đào đó. Cô này có nói nhà em ở gần gần đó vậy đó, thì cũng nói qua vài câu thôi hỏi thăm vậy. Thế là khi mà kéo cây son đào lên, cô này thì cổ đi về rồi, anh này lại nhà chú của ổng. Ổng mới hỏi chú là cái cô đó nhà ở đâu này kia đó, thì ông chú ổng mới nói là nhà nó trên đó, mà nhỏ đó giờ nó còn có trái thẳng à. Nó có chồng mà bây giờ ly hôn chồng rồi, ông chồng có vợ khác rồi, nó hiến tặng cho chồng vậy đó. Mà bây giờ cuộc đời cũng khổ lắm. Anh này anh nghe vậy bắt đầu ổng càng thương hơn nữa. Ổng càng thương hơn cái cô này nữa. Thế là ổng quyết định ổng đi về ổng nói với cha mẹ ổng. Ổng nói với cha mẹ ổng là bây giờ là con thấy cái cô đó vậy mà con mới hỏi ông chú cho anh ổng kể rồi, con biết cái hoàn cảnh của cổ rồi, con thấy thương quá trời. Bây giờ ba mẹ cho con xin phép lên để mà thưa chuyện với ba mẹ cổ, nếu mà đồng ý thì con xin cưới cổ. Anh này anh nghĩ là ba mẹ chắc không chịu đâu, nghe nói có một đời chồng rồi mà còn một trái thẳng chắc không chịu. Nhưng mà không ngờ về nói cái ba mẹ chịu luôn. Ba mẹ nói con nhỏ này nó tốt lắm. Gái mà hồi đó giờ hiền hậu biết bao nhiêu mà trai làng xóm trên xóm dưới đại gia đại bọng gì không mà người ta lại ta cưới nó mà nó không chịu, nó đẹp như hoa hậu vậy đó. Mà nó chung thủy nó đi thương cái thằng mà đi mua heo, lấy heo cuối cùng mẹ bà hàng quỷ kia nó là lấy thành trái thẳng, vợ hiến cho nó trái thẳng mà nó bỏ luôn. Giờ nó khổ vậy đó. Mà con cưới là con cưới đi, cưới phụ nữ là nhờ cái đạo đức. Đẹp thì tốt, còn không đẹp thì cũng không sao, nhưng mà quan trọng là cái con người đạo đức, biết lo gia đình, biết thương chồng, biết hy sinh cho chồng, cho con, biết thương nghĩ ra là tốt. Nếu mà con chịu thì ba mẹ cũng đồng ý. Thế là anh này anh mới đi lên, anh nói chuyện, anh thưa chuyện thì cái cô này cổ rất là mặc cảm, cổ đâu có chịu. Cô nói là có một đời chồng mà bây giờ còn trái thẳng, trong khi anh này là bây giờ là thạc sĩ đồ y khoa đồ bên nước ngoài mới về Việt Kiều đó đó, thì nhà người ta giàu nữa, cô này cổ ngại. Cổ sợ giống như cái lần trước của ông nội kia là ám ảnh cổ rồi, nên mà anh này anh quyết định. Anh nói nếu mà một tuần sau đi, anh cho cô này suy nghĩ một tuần sau đi, rồi nếu mà chịu thì chấp nhận. Thì tới một tuần sau anh này anh đi tới luôn, tuần sau cô này cổ cũng chịu, cổ thấy vậy thì chịu ông này. Nếu ông này không chịu thì chịu chứ biết sao giờ. Mình bây giờ mình giống như tàn phế còn món trái thẳng à. Mà chồng thì nó cũng bỏ nữa, mà bây giờ được một người như vậy về cưới thì còn gì bằng nữa. Tại vì ngại thì nói ngại thôi chứ còn thật sự cũng rất là mừng trong lòng. Thế là cuộc hôn nhân được diễn ra với vị cái anh kia, ảnh là tổ chức cho cô này một đám cưới gình gang luôn, đám cưới tiền tỷ hoành tráng luôn, và cho cô này có một cái cuộc sống giống như là nhiều cô gái khác còn mơ ước nữa, chứ không có phải là đơn giản đâu. Và sau cái đám cưới đó thì anh này anh mới là đem cô này đi hưởng từng trăng mật ở bên cái nước Bỉ, cái nơi mà anh đã từng học y khoa đó. Thì khi mà qua đó thì anh này anh mới là ghép thẳng lại cho cô này được trái thẳng nữa, là cô này đầy đủ hai trái thẳng. Thấy không, gặp đúng người một cái là lên như diều gặp gió luôn, còn gặp sai người một cái mẹ hai trái thẳng cũng còn trái, còn giờ gặp được đúng người một cái là một trái lên thành hai trái. Ta nói nghe anh,
Ibon à. Rồi là bắt đầu là về sống chung là khoảng thời gian sau cô này có sanh con được cho anh này luôn. Sống hạnh phúc với nhau luôn. Gia đình mỹ mãn là quý vị thấy mà đúng duyên một cái nó ngon lành gành đào không? Hợp một cái là cô này cuộc sống phát lên như diều gặp gió. Thành bà chủ luôn, vợ của ông bác sĩ luôn còn gì nữa. Mà người ta giàu sang luôn. Còn qua ông nội lấy heo kia ta nói là chàng ăn chăn quắn à. Đang khỏe mạnh, đang đẹp cho hoa hậu về ổng cái là thành hoa hậu môn. Mẹ hết có ham luôn à. Bởi vì ta nói gặp đúng người là vậy, phụ nữ cái là bởi vì ta nói phụ nữ là 12 bến nước trong nhờ đục chịu là như vậy đó quý vị. À, biết đâu mà mình cũng không có đoán trước là cái người như thế nào. Tại cái ông lấy heo hồi từ đầu ổng cũng vui vẻ. Ổng đến ổng căng heo, ổng nói chuyện vui vẻ nè, ổng quạt bát, ổng cho tiền em của cô này nè. Xong rồi ổng nhìn con heo là ổng biết con heo nhiêu ký, ổng nói chuyện gia đình cười gỗn gán người ta thích. Người ta nghĩ là cái người này vừa giàu vừa tốt, vừa biết lo làm ăn nè, ông chủ lấy heo đồ mà. Nhưng mà không ngờ khi vào cuộc thì mới biết trong cuộc nó như thế nào. Là mới biết một cái con người mà nó không có cái sự chung thủy ở trong đó. À, có mới nới cũ khỏe mạnh là bỏ cái cô vợ mình, trong khi cái cô vợ là cái người ân nhân nhất trên cuộc đời mình. Cái người mà dám dùng trái thẳng của mình, dùng cái cơ thể mình để mà cho là cái người đó người ta thương, không có còn cái gì để nói nữa. Khỏi quý cái người đó chứ sao mà tại sao khi khỏe lại bỏ người ta để qua cái cô khác. Bởi vì cái nghiệp làm cho ông gãy cái chân ngay. Cái nghiệp gãy cái chân còn một chân liền, còn cái cô này là lên liền. Quý vị thấy đó là một cái câu chuyện mà rất là nhân quả thực tế. Cho nên cái người ở trong chùa mới đem vô mà giảng là nói Tấm Cúc kể rất là hay trên đây. Và Tấm Cúc nghe chú Đương nói vậy thì Tấm Cúc cũng rất là mừng khi mà mình kể ra một cái câu chuyện mà được mọi người truyền tay nhau á. Nó là rất là hay và qua cái lời kể của Tấm Cúc nghe nó rất là vừa bình dị mà vừa thấm vào trái tim á. Thì em cảm thấy là qua đây em cảm ơn rất là nhiều tất cả mọi người từ trong nước tới nước ngoài. Cô chú bác những người mà thích nghe chuyện của Tấm Cúc, Tấm Cúc vui lắm. Và Tấm Cúc rất là mừng vì được bà con gửi những mẫu chuyện rất là ý nghĩa cho em để mà em kể lại. Thật sự luôn, mừng mà cứ như là mình vừa biết ơn mà vừa làm một cái gì đó để cho mình học hỏi nữa. Em kể chuyện là em rất là học hỏi trong mấy cái câu chuyện này luôn quý vị. Người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn, còn em là em ngồi kể chuyện thôi mà em cũng học quá trời nhiều chuyện khôn của quý vị gửi cho em. Một cái đầu không bằng nhiều cái đầu, nhiều cái đầu không bằng trăm ngàn cái đầu. Thì quý vị thấy là những người gửi chuyện cho em là những người rất là thông minh. Cô chú bác anh chị em những người quá quá thông minh, quá là trí thức, học cao hiểu rộng để gửi cho em những cái mẫu chuyện hay như thế này. Mình vừa cảm ơn mà vừa cảm thấy là mình vừa may mắn, hạnh phúc rất là nhiều. Vì một đứa em, một đứa cháu, một người bạn mà ngồi đây được quý vị gửi chuyện cho em kể lại, góp gạo thành cơm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Tấm Cúc xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý cô chú bác, anh chị em trong một cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào ạ.